Xin chào tất cả các bạn. Thì ở hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn biết là cái âm bát của từng hợp âm, là không phải là mình chia sẻ là hợp âm nào là bát nào nữa nha. Thì bình thường á, các bạn tập á, các bạn nghe người ta hướng dẫn á, mình cũng hướng dẫn á, về một mức độ đơn giản là mình nói là hợp âm đô trưởng là bấm như thế này, bấm thế này, âm bát là như năm đó. Thì các bạn có tự hỏi là tại sao nó lại là bát năm không, bát của đô trưởng là dây năm, còn rê thứ nó lại là dây bốn, và son trưởng thì nó là dây sáu, pha trưởng dây sáu đó. Các bạn biết tại sao không? Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn cái đó nha. Thì cái này nó phải xuất phát từ cái nhạc lý các bạn. Thì cái cây đàn á, người ta sản xuất ra người ta can dây canh dây như thế nào là nó, người ta quy ước cái độ cao nó, người ta chỉnh hết là từ dây 6 nè, mình sẽ theo thứ tự từ dây 6 cho đến dây 1 nha, là nó sẽ có tên nốt. Nốt đó là tượng trưng cho cái độ cao của âm đó, là từ dây 6 đến dây 1 nó sẽ tương ứng đó là mì, là, rê, son, si, mi đó. 6 dây nó sẽ tương ứng với 6 nốt như vậy. Lúc mình đánh như ở đây gọi là nốt mì, rồi đánh dây 5 là rê, son, si, mi đó. Thì các bạn thấy không, có nghĩa là cái lực đàn này nó đang chạm vị trí này đó, đang chạm vị trí này, người ta gọi là dây buông các bạn. Dây buông mì là rê, son, si, mi. Rồi thì tiếp theo á, là mình phải học được cái độ cao giữa cái hợp âm, giữa các cái nốt đó, đồ rê mi fa son la si đó. Ví dụ như là giữa đồ và rê á, rê sẽ cao hơn đô là một cung, rồi mi cao hơn rê trưởng là một cung, pha cao hơn mi thứ là nửa cung. Đó là cái, đó cái quy ước nha các bạn, là các bạn phải biết cái đó trước đã, rồi mình mới bắt đầu mình suy ra. Ví dụ như mình suy ra từ dây 6 nha, đó cái dây 6 này là đầu tiên á, dây buông á là nó tên là nốt mì, rồi thì tan lên nửa cung á là nó sẽ thành pha trưởng, là có nghĩa là mình đè lên, mình lái ngón này mình đè lên là nó sẽ tan lên là nửa cung. Thì cái nốt ngay dưới đây nó sẽ là pha đó, mì pha. Rồi cái son, son trưởng á, thì nó lại cao hơn cái thằng pha trưởng á, là một cung. Một cung nó tương ứng với hai ngang, thì có nghĩa là mình di chuyển lên hai ngang là mình đánh, là cái nốt này nó sẽ là nốt pha trưởng đó. À, son trưởng chứ quên, nhầm. Đó là các bạn biết những cái độ cao, là bạn ứng dụng lên cái đàn là bạn biết được tất cả những cái nốt trên cái đàn này luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào xem là đô trưởng tại sao là cái âm bát của nó là dây số 5. Thì các bạn đặt tay vào đô trưởng đúng không? Đô trưởng nó có âm thức như thế này đúng không? Đó, bạn đặt tay như thế này. Rồi cái dây bát là dây 5. Đó có nghĩa là các bạn đang đè dây 5 này. Đó có nghĩa là nốt này này. Đó các bạn tìm xem cái nốt này nó tên là gì. Thì mình quay lại dây số 5 lúc buông á làm tên gì, mình bắn đánh lại nha. Mì la đó, có nghĩa là nút la. Lúc dây buông á dây 5 này là nút la. Nút la thì theo công thức á, mình chuyển lên si thứ á, la si đúng không, la si đô đúng không. La si là nó hơn la là một cung, là tương ứng hai ngang là ngang chỗ này. Rồi tiếp theo lên đô trưởng á, thì đô trưởng nó cao hơn si thứ nửa cung thôi, là nó tương ứng với ngột ngang là nó ngay trí này đó. Thì vị trí này chính là trí nãy anh bấm á, là nó tên là đô, cho nên là cái lúc các bạn bấm này đó, đô trưởng đánh là ngay nốt đô thì nó sẽ là đô bát đô, hay là bát dây số 5, nó rơi vào dây 5 này đó. Thì nó xuất phát từ đó các bạn. Thì ví dụ thêm một cái hợp âm là rê, rê thứ đi, rê thứ bạn bấm như vậy đúng không, rồi ngón này, ngón này đó, thì các bạn bấm như bát là rê dây 4 đúng không, thì bạn hợp là dây 4. Rồi thì theo quy ước của nó là 6 dây mì là rê đó, dây thứ tư là dây rê, chính nó là rê luôn, có nghĩa là dây buông của nó luôn á. Các bạn đặt tay giống rê thứ đúng không, đó bát là 4,
đó là nhang dây buông luôn. Đó nghĩa là nốt như này nè, dây buông nó là re, cho nên là bass nó là dây 4, tức là nốt re. Đó thì cũng tương tự những cái hợp âm khác thì nó cũng như vậy thôi, nó xuất phát từ đó. Cho nên là nhiều khi những bạn mà mình không có nhớ được, mình quên mất á, là cái hợp âm đó là dây bass dây máy, thì mình sẽ ứng dụng bằng cách này mình sẽ xác định đúng. Còn cái là si thứ nữa các bạn, si thứ là nhiều bạn nhầm cái dây bass nó lắm á. Si thứ là công thức như thế này đúng không, đó đặt tay như thế này, và các bạn theo các bạn thì dây bass nó là dây 5 này dây 6. Nhiều bạn này rất là nhầm hai cái này đó, thì đô đúng không, à si. Bây giờ là nhiệm vụ của mình á, là phải xác định là dây bass của si thứ là như nào, 5 và 6. Bây giờ mình thử đi, bây giờ mình xác cái dây 6 trước. Nếu mình bấm dây 6 á là mình đang đè vào vị này đúng không, nhiều bạn bấm dài, nhiều bạn bấm dài, thì giờ mình xác ở vị trí này trước đi, là ở vị trí nào là nốt gì, à quay lại thả ra mi la, chỗ này nốt la rồi, đâu đâu phải si đâu nên là sai. Còn những bạn bấm âm mà đè 5 giây thôi á thì nó rơi vào giây đầu tiên, thì bass nó là gì, mi, đâu đúng đâu, đâu phải si đâu, mình cũng sai luôn. Lại là bây giờ mình loại dây 6 đi. Rồi bây giờ mình xét cái dây 5 nha. Dây 5 thì mình đặt tay giống nhà đúng không, mình bấm dây 5 là nó rơi vào tí nốt này. Đó thì nốt này mình coi thử nó là tên gì. Đó mình thả ra, mình coi lại mì loa. Nốt loa là đang như buông, thì loa tan lên một cung hình si thứ, à thành si, thành nốt si. Đó nó chính là si. Đó thì vậy thì sao, dây bass của si thứ nó là dây 5. Nó nhiều bạn nó là nhầm, các bạn nhiều khi các bạn cập như này, các bạn cứ nghĩ nó là dây 6 nhưng không phải, si thứ nó là bass 5 nha các bạn. Đó thì bạn lưu ý cho đó. Đó thì hôm nay mình chia sẻ các bạn để các bạn biết được là cái cách mà làm sao mình biết được bass của hợp âm nào là dây nào lúc các bạn quên. Đó thì đó là chia sẻ của mình hôm nay nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha.